Trao đổi với Tuổi Trẻ Online hôm nay, 7 tháng 2, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết ngay khi trở lại làm việc vào hôm nay, nơi này đã cử cán bộ thuế xuống xác minh thông tin quán cà phê bị khách hàng tố thu thuế giá trị gia tăng VAT lên đến 100% ngày mùng 1 Tết. Việc Chi cục Thuế quận Gò Vấp xác minh thông tin diễn ra sau khi trên mạng xã hội, một khách hàng đã chia sẻ một hóa đơn thanh toán tại quán gỗ cà phê đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Trên hóa đơn thể hiện giá 5 ly nước là 167.000 đồng nhưng quán đã tính thêm VAT 100%, khách hàng phải thanh toán đến 334.000 đồng. Ngày 1 tháng 2 là ngày Nghị định số 15 của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% về 8% nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau dịch COVID-19. Do vậy, việc thu thuế VAT lên đến 100% là vi phạm quy định. Trong trường hợp phụ thu ngày Tết thì quán phải ghi rõ là phụ thu chứ không được ghi là thuế VAT. Sau đó chia sẻ với báo chí, quản lý quán gỗ cà phê cho biết quán phụ thu 100% phí dịch vụ vào mùng 1 và phụ thu mức 25% vào mùng 2 và mùng 3. Mức 100% thể hiện trên hóa đơn là phí dịch vụ vào ngày Tết nhưng anh bấm nhầm nên trên hóa đơn thể hiện là VAT. Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết cũng trong ngày hôm nay nơi này đã nhận được yêu cầu của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo, giải trình. Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp nói, đến chiều nay, 7 tháng 2, việc xác minh đã có kết quả và Chi cục Thuế quận Gò Vấp sẽ có văn bản báo cáo, giải trình đến Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều nay, hóa đơn thanh toán tại quán gỗ cà phê đã không còn mục VAT mà chỉ còn mục đơn giá, thành tiền.